Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án property, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký kịp để liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng nhau đến với một sự kiện đất lớn của Sarot liên kết với nền tảng Bitcoin 98. Hôm nay chúng ta có một sự kiện với pool giải thưởng là 50.000 token C98 tương đương với khoảng 25.000 đô, ở giá trị khoảng lời tầm khoảng 600 đến 700 triệu theo giá tiền Việt Nam. Ở trong sự kiện này chúng ta sẽ có các hoạt động như sau. Sự kiện sẽ có hai hoạt động chính, đó là top 100V lớn nhất sẽ chia sẻ pool giải thưởng là 45.000 token C98. Ngoài ra thì có hoạt động association với hoạt động là chúng ta sẽ làm nhiệm vụ ở trên biểu mẫu Green, sẽ xếp phần thưởng là 5.000 token C98 thông qua các test cực kỳ đơn giản. Đấy. Thì đối với hoạt động thứ nhất thì mình giới thiệu sơ cho anh em hoạt động thứ nhất này. Thời gian sự kiện thì sẽ bắt đầu từ lúc 20:30 ngày 12 tháng 8 và kết thúc vào lúc ngày 12 tháng 9 năm 2022. Hoạt động 1 là khi các bạn tải và cài đặt ví Coin98 Super Upper hoặc là tiện ích. Sau đó thì chúng ta tạo ví Solar trên ví Coin98 và kết nối ví với nền tảng Swap Sarot. Đấy, kết nối ví với đây này. Kết nối ví với cái nền tảng Snap Sock này. Em nhìn thấy chưa? Đấy, ta cần kết nối với nền tảng này nhá. Đó. Thì và chọn sự kiện là Sarot 22 trading content. Sau đó thì chúng ta sẽ giao dịch cặp C98 trên Unity thông qua tính năng Sarot Swap trên Sarot Finance hoặc thông qua Sarot Swap trên DApp của Coin98 Super. Thì anh em, nếu mà anh em nằm trong 100 địa chỉ ví có khối lượng rơi cao nhất trong gian diễn ra sự kiện thì anh em sẽ được chia sẻ tổng pool giải thưởng là 45.000 C98 với các loại hạng mục như anh em thấy ở đây nhé, từ hạng 1 đến hạng 100 đây. Đó. Đấy thì anh em có thể tham gia vào hoạt động này ở trên ví Sarot, còn mình thì chắc là không có tham gia hoạt động này. Mình sẽ chủ yếu là trọng tâm chia sẻ với anh em hoạt động thứ hai. Hoạt động thứ hai là hoạt động Sorcery set với tổng pool giải thưởng là 5.000 C98. Thì cái này đơn giản thôi. Yêu cầu của hoạt động này thì anh em sẽ làm cái nhiệm vụ thôi, đúng không ạ? Thì đối với hoạt động này thì sẽ có các giải ngẫu nhiên là 2.500 C98 chia cho 100 ví may mắn và giải top 10 là 2.500 C98 chia cho 10 địa chỉ ví đứng đầu trong danh sách. Đó. Thì bây giờ anh em chưa có tài khoản ví Coin98 ấy, thì các bạn sẽ vào link phía dưới mô tả video tạo một tài khoản ví Coin98 và tạo ví Solar trên ví Coin98. Sau đó thì chúng ta sẽ đến với hoạt động đầu tiên ở đây. Hoạt động thứ hai, xin lỗi anh em, hoạt động thứ hai chia sẻ pool giải thưởng là 5.000 token C98, rất đơn giản. Ta sẽ mở kênh Sarot Finance ra, chúng ta follow đây, ở đây mình đã follow trước rồi nhé. Rồi đi tiếp một cái bài đăng, mình đi loát lại trang này, hôm nãy giờ để lâu quá. Đây, follow này, retweet lại cái bài đăng này. Chúng ta tiến hành like và retweet nhé, được chưa? Rồi chúng ta xác nhận nhiệm vụ này này. Chúng ta cũng sẽ join vào kênh Discord của Sarot này. Mình sẽ mở biểu mẫu Glim này. Đây cái Discord mà mình liên kết với biểu mẫu Glim, mình sẽ do cái Discord này. Đấy các bạn nhớ nút Verify nhé, ở đấy trước đó thì mình đã join rồi. Đấy bây giờ mình sẽ ấn Continue này. Rồi tiếp theo là gì ạ? Chúng ta sẽ join vào kênh Telegram của nền tảng giao dịch Sarot Finance. Xác nhận nhiệm vụ này. Tiếp theo là submit địa chỉ ví Solar Solet. Thì ở đây thì chúng ta, sau đây anh em không phải ví Solet, chúng ta dùng ví Coin98. Ví Coin98 thì các bạn có thể ấn vào phần phần ví đây. Anh em nhìn thấy phần ví chưa? Đó. Trong phần ví này ấy, thì chúng ta có thể ấn vào phần quản lý nhé. Quản lý. Đây là quản lý tất cả các ví, đây là ví liên kết. Đây này, chúng ta sẽ quản lý blockchain đang hoạt động à. Đấy. Chúng ta sẽ ấn vào phần, bật cái phần Solana lên, được chưa?
bật phần Solar lên, sau đó thì nó sẽ có phần địa chỉ ví Solar. Chúng ta vào đây này. Tiếp theo các bạn ấn vào nút nhận cho mình này. Rồi tiếp theo chúng ta copy phần địa chỉ ví này nhé. Và sang đây chúng ta sẽ paste phần địa chỉ vào đây. Đây, chúng ta sẽ paste phần địa chỉ vào đây này. Tiếp theo các bạn nút Continue nhé, được chưa? Cuối cùng các bạn sẽ có link dev và các bạn có thể dùng link dev chia sẻ về thân dev chúng ta. Xin lưu ý với anh em một chút là trong phần retweet ấy, thì chúng ta sẽ cần phải test những người dùng vào nữa này. Hôm nay mình quên mình chưa làm test này. Thì các bạn có thể test thêm vào bổ sung vào đây tí nữa. Test username và test bình luận thôi, và phần bình luận đây. Bổ sung vào một tí nữa cho nó chắc, được chưa? Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về hoạt động trading và hoạt động các nhiệm vụ mà xã hội để có thể chia sẻ pot thưởng 50.000 token C8, một pot thưởng rất lớn đến từ C8 liên kết với sàn Sarot, một nền tảng giao dịch ở trên nền tảng Solana. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn tiếp theo.